Chào anh chị, hôm nay Bảo sẽ giới thiệu chương trình mới đến từ hãng Toyama nha. Cũng khá là lâu thì Bảo cũng chưa thấy hãng Toyama tặng quà gì. Rồi tối ngày hôm nay là mình mua bất kỳ con máy nào thì Bảo cũng có khuyến mại quà nha. Và đương nhiên mẫu máy này á thì cũng theo yêu cầu của rất nhiều anh chị mình á, hỏi là lâu rồi không thấy giới thiệu Toyama tặng quà thì hôm nay sẽ có quà luôn. Rồi Bảo sẽ báo giá cũng như là quà tặng cho từng model khác nhau nha, để anh chị mình á có thể chọn mua. Rồi đầu tiên đi, Bảo giới thiệu luôn bộ ba pin chọc nha, đến từ hãng Toyama. Thương hiệu Toyama thì trước giờ Bảo làm cũng rất nhiều á, nhưng mà không có chương trình thì hôm nay cũng cố gắng làm chương trình thôi để mình xài. Đầu tiên đi, Bảo lên mẫu pin chọc này. Đó, Toyama mẫu 2 chức năng nha, Z7 với vòng tua máy là 2100 vòng, đầu 10mm. Đó, đầu kim loại nha, có khóa lốc, 2 chức năng thôi, 2 cấp nhanh chậm. Toyama sẽ có logo dập nổi toàn bộ cho máy, không hề dán tem nha, nên là sẽ chống hàng giả. Một bộ máy sẽ bao gồm thùng này, đó, 3 mẫu máy pin chọc thì Bảo thấy thùng giống nhau nên là lấy ra một cái thôi nha. Đó, 2 quả pin 18V. Nếu mà mình đo đúng á, thực chất nó chỉ là 16.8V thôi nha. Đó, pin đầy đủ phổ thông luôn, mình có thể xài cho rất nhiều dòng khác nhau, nhiều thương hiệu bây giờ nha. Rồi 2 quả pin, một sạc như này, thùng Toyama thì làm khá đẹp nha. Rồi mức giá cũng cực kỳ tốt, không có gì mà cao cả so với giá thị trường cũng như là chất lượng máy. Rồi tối ngày hôm nay 750.000 một bộ, thì bên Bảo có khuyến mại combo là 3 mũi đề quát, 2 mũi bắn vít này, 1 mũi đầu bắn tôn. Đó, để mình xài. Đầu bắn tôn á, là LS nha. Đó thôi, tặng đề quát luôn đi cho xịn. Rồi, bộ khoan pin chọc 2 chức năng có 750.000, 2 pin 1 sạc tặng quà. Máy sẽ là motor brushless không chổi thang. Tóm lại là tối ngày hôm nay mình mua cây nào cũng brushless hết anh chị cô chú nha. Tiếp theo, đó, mình sẽ xài mẫu chuyên vít trượt đi. Chuyên vít trượt á thì thích hợp cho anh chị nào á mà bắn vít này, thay đầu vít nhanh như này. Đó thì mình xài mẫu này, lực búa thì cũng nhẹ nhàng thôi. Đó, mình xài thì cây này sẽ xài được vít dài ngắn luôn. Mã máy là CV01. Bảo thấy cây này lực là 40 niu nha. Rồi pin chọc thì cũng thế luôn, pin chọc khoang 2 chức cũng là 40 niu. Rồi mẫu chuyên vít trượt này thì cũng có 2 chức năng, cấp trượt tăng giảm tùy vào ốc là 20 cấp trượt, motor brushless báo pin này, mẫu pin chọc xài chung luôn. Ba anh này á thì Bảo thấy là xài chung pin cả nha. Rồi mình có thể thay qua về nha. Bộ chuyên vít chọc trượt này với mức giá bằng mẫu máy khoan 2 chức năng chọc trượt luôn. Đó, bộ 3 quà tặng giá 750.000 một bộ. Rồi để anh chị mình xài nha. Rồi và mẫu pin chọc cuối cùng là chuyên vít búa nha. Mẫu này sẽ có là 3 cấp trình cho mình xài. Lực búa sẽ cao hơn, lên đến là 150 niu nha. Mã máy CV02, chuyên vít búa thì cũng thế, lực khỏe gấp 4 lần, gần 4 lần so với hai mẫu kia. Nhưng mà đổi lại, mình bắn ốc dài này tốt hơn, còn bắn ốc nhẹ nhàng á thì Bảo thấy cấp trượt nó vẫn xài đơn giản, dễ thao tác hơn. Còn nếu mà anh chị nào bắn xà gồ lực mạnh thì Bảo thấy con này ok hơn. Đó, nói chung á thì hai con này đều làm việc na ná giống nhau nha, cũng tương đối giống nhau.
Mà anh chị nào thích búa khỏe này, mình xài cây này. Thích có cấp trượt này, xài không quen, mình xài cây này. Còn những anh thợ nào á mà sành quá rồi thì cây nào cũng được hết, quen tay là xài được. Rồi mẫu chuyên vít CV2 búa này 1.050.000. Tối ngày hôm nay nha, sẽ còn 950.000 một bộ, 2 pin, 1 sạc. Rồi mình xài mẫu này sẽ là pin dòng xả ngon hơn một tí xíu. Combo quà tặng 3 món cho tối ngày hôm nay. Rồi mình sẽ thấy là thùng 3 mẫu này á sẽ y chang nhau nha. Rồi tiếp theo máy mài thì Toyama, công ty cũng vừa mới về thêm mẫu đời mới này. Đó, motor lớn này, đầu nhông lớn, máy sẽ đi kèm á là một hộp nhựa như thế này. Rồi mình mua thì mẫu này á sẽ có là hai quả pin 4A 10C, sạc đế này, tay cầm và một bộ hai quả pin. Mức giá anh này á thì cũng rất là tốt nha, chỉ có 1.600.000 thôi. 1.650.000 nha, bảo nhầm nha. Rồi có hàng cấp chỉnh số này, 3 cấp nha. Báo pin trên thân máy đầy đủ. Thiết kế mẫu mới này á, bảo cầm nắm chắc tay nha. Motor brushless cực kỳ êm. Đây là âm thanh. Rồi mã máy là máy mài với model C05. Vòng tua máy tối đa lên đến là 13.000 vòng nha. Đó, bảo đọc thông số cho anh chị cô chú nào mình chọn mua. Rồi tối ngày hôm nay mẫu này là mẫu mới, sẽ có quà này, lưỡi cắt gỗ Makita này, lưỡi cắt gạch Makita hàng xịn này. Rồi tiếp tục combo 10 viên đá cắt sắt cho anh chị nào cắt kim loại nha. 10 viên tức là 12 món quà cho mẫu máy mài pin Toyama này. Đó, một bộ thùng, 2 pin, 1 sạc, tay cầm, khóa mở, gác te đầy đủ, là đời mới CV05 nha. Đó, tiếp tục mình mua đời đầu thì bên Bảo cũng có bán luôn. Đó, mình mua cho Bảo mẫu máy mài công tắc bóp này, chính hãng Toyama đời đầu. Rồi cây này á, là công tắc an toàn nha, mình bóp vào không được này, lẩy xuống mới xài được. Máy anh này á thì Bảo thấy nâng cấp tốt hơn 4 cấp chỉnh số luôn. Đó, mình xài vòng tua là 10.000 vòng. Rồi anh chị nào mua bộ này là công tắc bóp nha, có an toàn, đầu thì cũng có bọc thêm miếng mủ này. Đó, nhìn á, nhìn chung thì cây này Bảo đánh giá nó khá là cao về bo mặt thôi. Còn âm thanh này cũng như là này kia sẽ không bằng đời mới nha. Còn đầu nhâm thì Bảo thấy to như nhau. Rồi mức giá cũng thế luôn, chỉ có 1.650.000 thôi. Cây đời đầu Bảo cũng khuyến mãi quà đi, chứ khuyến mãi đời mới không thì cũng kỳ nha. Rồi có lưỡi gỗ Makita này, lưỡi cắt gạch đá bê tông Makita. Và tiếp theo là 10 viên đá cắt xanh như thế này để mình chọn nha. Bộ Toyama máy mài đời đầu công tắc bóp cũng là hai quả pin 4A 10C, pin phổ thông nha, có báo pin đầy đủ nha anh chị cô chú ơi. Đó, mình mua sẽ có thùng nhựa luôn. Rồi tiếp tục, đây hai mẫu mới luôn. Bảo lên mẫu máy khoan đời mới, mẫu cải tiến của Toyama. Đó, mà máy là Z6 nha, pin phổ thông, mẫu 4 phân. Rồi mình xài á thì mẫu máy này sẽ có này, đầu 10mm, 3 chức năng. Cấp trượt của máy là 20 cấp trượt nha, mua cho Bảo ngay với mã máy là Z6 nha, lực 40 N. Một bộ như thế này là mình sẽ có nè. Đó, cây này cũng tốt quá trời luôn, hai quả pin, một hai quả pin 5A nha, 5 cell 2A chứ, một sạc đế này như thế này, màu xanh ngọc khá đẹp nha. Rồi đầy đủ phụ kiện như này. Rồi anh chị cô chú nào mua 950.000
thì bên Bảo sẽ tặng quà 5 món, tức là combo nha. Mũi khoan này, đa năng, gặt được, gỗ được, bê tông được luôn. Rồi hai quả pin 5 cell 21V pin phổ thông nha. Đó, bộ khoan đời mới màu xanh ngọc. Rồi nếu anh chị nào không thích thì mình mua cho Bảo mẫu lớn hơn. Đó, Toyama với mã máy là Z8 nha. Thì mẫu máy này sẽ là thùng lớn hơn. Đó. Rồi thùng hai cây này á thì cũng chung thùng nên là Bảo để chung thôi. Đó, cũng có là hai quả pin 10 cell này, 4A. Rồi như thế này, một cốc sạc đế với mức giá cây này tốt nha. Đang giảm còn 1.550.000. Máy 3 chức năng, đầu lốc 13mm, pin là pin phổ thông luôn nha. Rồi lực máy thì Bảo thấy á, lên đến rất là cao, 90N nha. Đó, đầy đủ, đầu 13mm, khóa lốc đầy đủ. Rồi cây này cũng thế, 1.550.000. Bên Bảo tặng luôn bộ mũi khoan nhà Bảo đang bán nha. Đó, giá thì 160.000. Chắc anh chị nào mua cũng biết rồi. Đó, bộ này là đa năng, có thể xài cho bu lông có lỗ được nè. Đó, mình xài cho chuyên vít chọt trượt được, chuyên vít búa đều được nha. Đó, xài chung luôn. Là mình mua cho Bảo bộ này có bán là 4, 6, 8, 10, 12, 160.000 nha một bộ. Rồi bộ khoan Z8, anh chị nào mua 1.550.000. Hai pin 10 cell, một sạc tặng quà, máy lớn 3 chức năng. Và lớn hơn nữa đi thì mình mua cho Bảo mẫu máy là Toyama Z9 nha. Cây này á thì Bảo thấy là to hơn rõ ràng luôn nha. Xem. Rồi cây này á Bảo thấy là mã máy là Z9 nha. Rồi đầu 13mm, xài pin phổ thông. Hai cấp số trên đầu thì cấp chậm là 500, cấp nhanh là 1800 vòng. Rồi mẫu máy này là 100N nha. Ba chức năng đầy đủ, khóa lốc này, máy lớn nhâm to nha, có báo pin luôn. Rồi bộ máy này mức giá mắc hơn bộ Z8 có 50 thôi, thì tùy anh chị mà mình nha. Đó, thích lớn hơn mình cầm cây này, to hơn thì đương nhiên lực khỏe nặng hơn một tí xíu, giá chân nhau 50 á thì cũng khó lựa chọn nha. Rồi Toyama Z9 1.600.000 tặng quà luôn ba món, một hộp mũi khoan, máy thì cũng đi kèm hai quả pin 10 cell này. Đó, 4A, một sạc đế kèm thùng như này. Và mẫu cuối cùng mình sẽ chuyển qua cho Bảo mẫu khoan 3 chức năng gài nha. Đó, model máy là BT02 nha. Rồi cây này á lực búa lên đến 2.6 J. Một bộ máy này là hai quả pin 15 cell, mức giá có 1.950.000. Thì đương nhiên Bảo sẽ tặng quà cho anh này á là quà khác nha. Mũi khoan gài mà, mình tặng combo 3 mũi khoan gài, 2 mũi đục gài để mình xài 3 chức năng. Máy thì sẽ có hộp nhựa đi kèm này, hai quả pin 15 cell 6A, mẫu pin dòng xả cao, báo pin, test máy nha. Đó, 3 chức năng này. Có cả khoan đục nha. Rồi bộ này 1.950.000 kèm quà, 5 món quà như này để chương trình á, anh chị có thể tham khảo chọn mua. Rồi tiếp theo Bảo qua mẫu máy rung gạch đi nha. Đó, lâu rồi á, công trình cuối năm thì anh chị mình cũng hay cần xài. Mà đặc biệt nha, mẫu này chỉnh hẳn 5 cấp số, hai quả pin 5 cell 2A pin phổ thông. Đó, một sạc này, một thùng nhựa như này. Anh chị cô chú nào mua thì cây này với mức giá 1.250.000 nha. Rồi Bảo sẽ hướng dẫn anh chị cô chú mình xài luôn, để mình xài nha. À, sau này có công tắc anh chị cô chú ơi. Đó, Bảo tìm hoài không ra công tắc cơ ở đấy nha. Đó, mình thích thì mình tắt, không thích thì bật.
Rồi 5 cấp số này, lực công khỏe nha. Đó, rung kinh khủng lắm. Rồi cây này á là mình có thể hít để mình bưng gạch đi được. Không thích thì mình thả ra. Chỉnh hàng 5 cấp chỉnh số. Pin là pin phổ thông nha. Nhớ giúp Bảo công tắc cơ, về lại bật không được nha. Rồi bộ này anh chị cô chú nào mua 1.250.000 thì bên Bảo cũng có quà luôn, tặng bộ mũi khoan này đi, chứ biết tặng gì giờ. Đó, anh chị nào á có nhu cầu mình mua bộ này nha. Khung đế là bằng kim loại nha, không phải bằng nhựa này kia đâu. Đó, phần nhâm cũng thế, mình xài nó sẽ ổn định hơn. Có cao su này, rồi xài cảm ứng này, pin phổ thông. Mình có thể mua pin 10 cell, 15 cell mình xài cũng được. Rồi mình sẽ chuyển qua bu lông nha. Bu lông của hãng Toyama tối ngày hôm nay. Riêng bu lông thì bên Bảo sẽ có quà riêng để mình xài. Cứ mua một bộ bu lông thì bên Bảo sẽ tăng cho một bộ đầu khẩu 10 chi tiết này, 8 đến 24. Rồi thép CRV đầu dài nha, không phải loại ngắn, nên là mình xài chung được hết luôn. Bộ này Bảo đang bán á là 250.000 đầu dài nha. Mua một bộ bu lông bất kỳ được tặng bộ đầu khẩu đầu tiên đi nha, với lực vừa phải, nhâm lớn này. Cây này á là nhâm to lắm nha. Đó, dàn bạc đạn nó cũng chà bá lửa luôn. Rồi model máy là T33 330 á. Rồi lực thì cây này trang bị lực lên đến là 330 newton. Máy sẽ trang bị là thùng nhựa này. Đó, hai quả pin 10 cell 4A pin phổ thông, có chỉnh cấp lực báo pin đầy đủ. Lỗ đặt, đầu cốt là cốt có lỗ để mình khoan tường này, bắn vít này kia đều được. Rồi bộ này hai quả pin, một sạc đế, kèm thùng, kèm quà, 1.400.000 đầy đủ anh chị nha. Và lớn hơn một tí xíu thì mình mua cho Bảo mẫu máy B2. Cây này lực lên đến là 380 new. Thì Bảo thấy với xác to này á, có nhiều thương hiệu thì sẽ khai khống lên. Đó, nhưng mà hãng này vẫn để thông số khá chuẩn nha, 380 new. Rồi có chỉnh cấp, có báo pin, hai quả pin. Pin này á thì pin xanh này. Đó, có sao Bảo báo dậy luôn. Đó, pin viền đỏ, giờ mình sẽ qua pin xanh. Rồi báo pin này. Rồi hai quả pin 10 cell 4A với mức giá mắc hơn 50.000 thôi, là 1.450.000 so với mẫu 330 new nha. Cũng có quà luôn anh chị ơi. Đó, combo 10 đầu khẩu đi kèm. Đầu cũng là đầu có lỗ để mình xài khoan bắn vít, và chủ yếu là bắn ốc xe máy này. Đó, ốc máy lặt vặt gì mình bắn được, sửa xe cũng được nha. Đó, mình xài. Rồi 1.450.000 chưa đủ lực thì anh chị mình mua cho Bảo mẫu 880 new đến từ hãng Toyama, mà máy là B5 nha. Rồi cây này bây giờ chỉ còn có 1.900.000 thôi. Máy khủng nha. Út, âm thanh là quá đà rồi nha. Chỉnh cấp lực nè, xem có ngắt quảng lúc đi ra đi vào, đầy đủ cấp lực, báo pin. Bộ này khủng lắm nha. Máy lớn nhông to, 1.900.000. Đi kèm máy sẽ là hai quả pin 10 cell dòng xả cao, có báo pin. Rồi một sạc đế, một thùng nhựa. Và tối ngày hôm nay Bảo cũng tặng quà luôn, để anh chị mình có nhu cầu sắm cuối năm thì mình có thể mua. Cây này là bắn xe là không trừa con nào ở xe máy rồi nha. Lực rất là cao, máy cực kỳ khỏe. Rồi tối ngày hôm nay Bảo review Toyama tặng quà chương trình có thể nói là cuối năm nha. Thì anh chị nào thích hợp, thấy giá ổn thì mình chọn mua Toyama. Cũng là một thương hiệu bình dân, giá vừa phải, xài ok trong công trình cũng như là gia đình nha. Rồi Bảo xin kết thúc chương trình máy pin Toyama mẫu mới về này, mẫu cũ này, tặng quà rất là nhiều.
Rồi Bảo xin chào tạm biệt anh chị cô chú mình.